Mới đây, lãnh đạo quận Cá Răng có buổi làm việc với lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Cần Thơ và đơn vị quản lý dự án vì sông Mê Công không rác, thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ để đánh giá hiệu quả thực hiện và bàn giải pháp tiếp tục triển khai dự án. Dự án gì sông Mê Công không rác thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ khởi động từ tháng 5 năm 2022 tại chợ nổi Cá Răng do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh chủ trì phối hợp Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn thực hiện. Đến nay, đã triển khai tập quấn một lớp về thu gom và phân loại rác thải cho 40 thương hồ chợ nổi, hỗ trợ hai bể nhựa thực hiện thí điểm mô hình sản xuất nước rửa tay sinh học, tặng 97 thùng chứa rác cho các hộ dân sinh sống gian sông và thương hồ. Hỗ trợ thu gom vận chuyển và xử lý rác hàng ngày trên chợ nổi để mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức và thiết lập chuỗi phân loại thu gom rác thải, tạo chuẩn biến tích cực về nhận thức và hành vi trong việc thu gom và xử lý rác thải trên sông của người dân và thương hộ. Tại buổi làm việc các bên cũng thảo luận các giải pháp để tiếp tục duy trì hoạt động này, nghiên cứu mô hình điểm trung chuyển chứa rác thải để giảm chi phí thu gom hàng ngày.